Sáng nay trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long cũng đã xảy ra vụ cướp điện thoại di động hết sức cáo trận. Công an phường 3 thành phố Vĩnh Long đã tiếp nhận trình báo từ chị Vũ Thị Huyền Trang, sinh năm 1988, chủ cửa hàng thời trang. Được biết vào khoảng 13 giờ 15 phút ngày 26 tháng 7, khi nhân viên của cửa hàng đang tập trung lấy quần áo cho khách thử, thì một đối tượng nữ khoảng hơn 20 tuổi, mặc áo khoác màu xanh, bịt khẩu trang, đội nón lá đi vào lựa đồ. Được một lúc thì trả đồ ra về. Lát sau, nhân viên tiệm phát hiện chiếc điện thoại trị giá trên 5 triệu đồng của khách để trên bàn đã không cánh mà bay. Vào chiều qua ngày 26 tháng 7, xe khách mang biển số 64B00271 do tài xế Phan Văn Thành, 39 tuổi, ngụ tại huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long điều khiển, đang lưu thông trên tuyến đường tránh đoạn qua ấp Mỹ Phú, xã Long Khánh, thị xã Cai Lậy, theo hướng từ Tiền Giang đi Vĩnh Long. Khi đến km 3+300 thì bất ngờ tông trực diện vào xe đầu kéo mang biển số 63C04090 có kéo theo rơ móc đang lưu thông theo chiều ngược lại do tài xế Mai Hoàng Duy, 25 tuổi, ngụ tại huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang điều khiển. Cú va chạm mạnh khiến xe khách bị xé toạc phần hông phía bên tài xế rồi lao thẳng xuống lề đường trong tình trạng hư hỏng nặng. Vụ tai nạn đã khiến 7 người nhập viện trong tình trạng bị thương nặng và 3 người tử vong trên đường chuyển đi cấp cứu, gồm tài xế xe khách Phan Văn Thành, chị Thạch Thị Tiến, 26 tuổi, ngụ tại huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long và ông Phạm Văn Ba, 68 tuổi, ngụ tại huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Hiện vụ việc đang được công an thị xã Cai Lậy tiếp tục điều tra làm rõ. Ngày 27 tháng 7, Công an quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng cho biết đang điều tra truy xét nghi phạm đâm người trong trụ ATM trên đường ven biển Võ Nguyên Giáp, phường Phước Mỹ. Nạn nhân là anh Nguyễn Đình Kha Trí, 26 tuổi, quê tại Đắk Nông. Trước đó, vào tối ngày 24 tháng 7, anh Trí đang rút tiền tại trụ ATM của ngân hàng BIDV đặt trước khách sạn Grand Tauren thì bị một nam thanh niên dùng vật nhọn đâm nhiều nhát từ phía sau, khiến anh gục ngã. Sau đó, đối tượng gây án lên một chiếc xe ô tô chờ sẵn bỏ chạy. Các bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng chẩn đoán anh Trí bị đâm thủng đại tràng, phải điều trị trong vài ngày. Được biết khi xảy ra sự việc, anh Trí cùng gia đình vừa đến Đà Nẵng để du lịch. Ở xã Thạnh Mỹ, huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp, mùa này đang là mùa thu hoạch của các nhà vườn trồng cà na Thái. Theo nhiều nông dân cho biết, cây cà na Thái trồng rất dễ, chịu ngập, chịu phèn tốt, rất phù hợp cho vùng Đồng Tháp 10. Ông Nguyễn Văn Phương, ngụ tại xã Thành Mỹ, huyện Tháp 10, hiện đang có khoảng 80 gốc cà na Thái đang cho trái. Hiện mỗi ngày, ông Phương có thể thu hoạch từ 10 đến vài chục ký cà na. Sắp tới, ông Phương còn định trồng thêm 500 gốc cà na Thái mới. Còn khoảng gần 50 gốc cà na Thái này là của nông dân Nguyễn Văn Lượm. Sắp tới, anh Lượm cũng dự định mở rộng ra thêm khoảng 200 gốc cà na Thái mới. Điều đáng nói là hầu như các nông dân nhận thấy lợi nhuận của trái cà na Thái trước mắt, nhưng khi hỏi đầu ra cho tương lai thì họ cũng mập mờ, không chắc chắn. Bán hàng tháng, thì cũng có 50 ký có, rồi 100 ký có, 100 mấy ký có, là bán ở mối ở hũ với cả tàu qua tới đây, tới nhà nó cân. Vì lâu ngày thì không biết cái đầu ra này nó thế nào thì không biết được, chứ bây giờ thì thấy ngon đó. Ngành nông nghiệp thì khuyến cáo cho bà con nông dân là trồng những cái cây có giá trị kinh tế cao mà khi thị trường có nhu cầu. Còn đối với cây cà na thì cũng nên là khuyến cáo bà con nông dân thì không trồng ào ạt. Điển hình cái cây mít, số bà con nông dân cũng bị lỗ, cũng đề nghị bà con cũng nên tuân thủ trồng theo quy hoạch của huyện để làm sao và đảm bảo vấn đề liên kết tiêu thụ, kêu gọi các doanh nghiệp đến thu mua. Hai trường hợp được phẫu thuật là bé GK 13 tháng tuổi bị dính toàn bộ khớp sọ kèm não uống thủy và bé TB 17 tháng tuổi bị dính khớp trán, não uống thủy, thoát vị não chẩm. Cả hai đều trải qua 3 lần phẫu thuật trong 2 tuần để chữa uống thủy não và chỉnh hình dị tật dính khớp sọ. Hiện tại ở vùng đầu của bệnh nhi, tình trạng sưng đã giảm, sức khỏe đang hồi phục tốt. Theo các bác sĩ điều trị, dính khớp sọ là một bệnh lý gây ảnh hưởng rất lớn đến chức năng thẩm mỹ, thần kinh, vận động và khả năng sống ở trẻ. Tính đến nay, Bệnh viện Nhi Đồng 2 đã phẫu thuật thành công cho 70 trường hợp. Chú tập vẽ, vẽ bằng cái tay trái. Người ta nói là không có việc gì khó mà, chỉ sợ lòng không bền, đào núi đắp biển, quyết chí nhất làm lên. Như là vượt tất cả mọi khó để mình vươn lên. Giữa những tháng ngày gian khó ấy, có một người phụ nữ đặc biệt đã đến bên ông. Bà đã luôn ở bên cạnh, động viên, chăm sóc ông,
trong những ngày khó khăn nhất của cuộc đời. Để rồi bức tranh đầu tiên vẽ bằng tay trái của ông chính là vẽ người đặc biệt này. Đó cũng như là một lời tỏ tình của chàng thương binh với cô gái đồng đội quê Hà Nam. Người phụ nữ ấy chính là bà Trần Thị Mì, người bạn đời của ông. Bức tranh đầu tiên ấy cũng chính là bước khởi đầu đánh dấu sự nghiệp của người họa sĩ một tay Nguyễn Đình Lực. Mà vẽ hình lúc đó là đang tập tay trái, tập vẽ tay trái. Vẽ thì có cái, nói chung là nguyên liệu là không có. Thì sẽ cắt một cái miếng bản đồ đó, mình vẽ đằng sau cái tấm bản đồ. Và chặt một cái khúc tre thế là mình làm cọ lông, vẽ bằng không có bột sốt. Mà vẽ bằng cái nhọ của cái bóng đèn ấy. Lấy cái bóng đèn đốt dầu thì nó thành lọ, lấy cái đó để vẽ tấm hình kỷ niệm đấy. Thương binh Nguyễn Đình Lực còn được biết đến với những lần tham gia hội diễn văn nghệ, được mời đi biểu diễn nhiều nơi, hát và đệm guitar, độc tấu sáo, độc tấu đàn bầu, đã mang về cho ông nhiều huy chương, bằng khen, giấy khen trong nhiều năm tại các hội diễn văn nghệ của quân khu và trên toàn quốc. Ông kể lại, trong những ngày đầu khi mới vào Cần Thơ trở lại phục vụ quân đội với bao bộn bề lo toan, gia đình 5 người phải sống tạm tại mảnh đất mượn của bảo tàng quân khu 9. Ngoài giờ làm việc, ông tích cực vẽ, viết thêm ở ngoài. Vợ ông thì bán tạp hóa hay làm những gì có thể để kiếm đồng ra đồng vô, nuôi con ăn học. Cuộc sống cứ bình yên trôi qua trong sự lạc quan yêu đời và những nỗ lực cố gắng không ngừng nghỉ của ông và cả gia đình. Học tập với cái điều Bác Hồ dạy thì bây giờ mình đã tàn rồi, nhưng mà dứt khoát mình không phế, nhưng là mình phấn đấu được theo với lại cái lời dạy của Bác Hồ để mình cuộc sống của mình sẽ tốt hơn. Dù đã ở tuổi 66 và đã nghỉ hưu, nhưng hàng ngày người thương binh này vẫn chạy xe máy đến phòng vẽ câu lạc bộ hưu trí thành phố Cần Thơ để cùng hai đồng nghiệp khác tiếp tục đam mê hội họa. Khi chúng tôi tìm đến, ông vẫn đang bận rộn với bức tranh khổ lớn về phong cảnh bằng chất liệu sơn dầu. Ông Lực còn cho chúng tôi xem một cách đầy tự hào về bức vẽ cầu đi bộ Cần Thơ vào ban đêm vừa được ông hoàn thành gần đây. Nét vẽ sống động và có hồn, đầy đam mê là điều toát ra từ những tác phẩm của ông. Người ta thấy trong tranh là sức bền, kỷ lực của một người lính Cụ Hồ dù trong thời bình vẫn còn tay bút họa tô đẹp đời. Thưa quý vị và các bạn, thông qua số điện thoại đường dây nóng thì chương trình của chúng tôi đã nhận được phản ánh của chú Nguyễn Bửu Giàu ở phường Trường Lạc, quận Ô Môn, phản ánh và thắc mắc về việc tiền trợ cấp nhân ngày thương binh liệt sĩ bị ít đi 200.000 đồng so với mọi năm. Bên cạnh đó thì tuyến đường giao thông tại nơi chú sinh sống cũng đang bị xuống cấp nghiêm trọng dù chỉ mới được làm cách đây không lâu. Chúng tôi sẽ được ghi nhận thông tin này và sẽ sớm liên hệ với chính quyền địa phương để giải đáp thắc mắc của chú. Một lần nữa rất cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm gửi những phản ánh về cho chương trình. Xin lưu ý lần nữa số điện thoại của đường dây nóng chúng tôi là 097-122-5053. Còn bây giờ thì Đào Duy và Khôi Nguyên xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong Tiêu Điểm Nóng.